Đồi chè Long Cốc, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn là một trong những danh thắng cảnh đẹp của tỉnh Phú Thọ. Những năm gần đây, nơi đây đã thu hút đông đảo du khách và các nhiếp ảnh gia về tham quan, lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Long Cốc được đánh giá là một trong những đồi chè đẹp nhất Việt Nam bởi hàng trăm quả đồi lớn nhỏ hình bát úp nằm san sát nhau đến tận chân trời. Với hơn 677 hectare chè, nơi đây từng được ví là vịnh Hạ Long trên cạn của miền đất tổ. Những du khách đến từ nhiều nơi, độ tuổi khác nhau, nhưng đứng giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp này, ai cũng muốn lưu lại cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời nhất bên người thân, bạn bè. Hôm nay thì là lần đầu tiên mình đến với Long Cốc. Không gian đây thực sự rất là thoải mái, khi con người có thể sống cùng trong với thiên nhiên. Không có khói bụi thành phố hay là một cái ồn ào gì cả. Hôm nay thì mình cũng chụp được khá nhiều bức ảnh đẹp rồi, nhưng mà vẫn phải đợi một chút nắng lên nữa để chắc là sẽ không hình sẽ đẹp hơn. Tiên tôi về đây thực sự là rất cảm thấy rất là thoải mái. Từ một không gian đang ở Hà Nội đi về đây, bọn trẻ con ở trong nhà 2-3 tuần nay rồi. Thực sự về đây chúng nó chạy nhảy kìa, nô đùa rất là dễ chịu, dài trên bãi cỏ ấy kìa. Đến đồi chè Long Cốc, du khách không chỉ được mang về những bức hình đẹp, thưởng thức những búp chè mang chút vị chát đắng đặc trưng, mà còn được trải nghiệm quá trình chăm sóc và thu hoạch chè của người dân nơi đây. Các đơn vị như là xã, trong xã thì cái quảng bá thì các hình ảnh cũng như là các tour du lịch của các đơn vị ở các địa phương trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh cũng có là các bạn cũng có các đoàn về tham quan du lịch cái đồi chè của trong xã. Văn hóa độc đáo, ẩm thực đặc trưng, con người thân thiện cùng cảnh quan đồi chè thơ mộng, Long Cốc đang trở thành viên ngọc thô ẩn mình giữa núi rừng. Những ốc đảo chè nối tiếp nhau đến tận chân trời chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua đối với bất cứ ai đặt chân đến mảnh đất Tân Sơn.